Ai có? Bố ạ. Làm gì? Có gì không? Lúc nãy bố không hiểu rồi, bố có nói gì vậy? Không hiểu. Con cấm chỉ bố không được đi cả đông, không được đi đá bóng nữa. Làm gì? Đi làm thì về sớm, không được uống bia nữa. Cứ đi cả đi cái. Làm Nó ăn về muộn. Để cho hai con trò. sao? Bọn em bé nó còn khóc nữa kìa. Chỉ cô gái không phải là gái còn cấm đi chơi phải đàng hoàng. Cái gì?